Sáng nay, đoàn khảo sát ban chỉ đạo đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đề án quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của Trung ương, gọi tắt là ban chỉ đạo đề án 103 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực ban nội chính Trung ương Võ Văn Dũng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy Long An. Tiếp và làm việc với đoàn có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, hộ quần chúng liên quan. Long An hiện có hơn 1.400 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, với khoảng 1,06 triệu hội viên, trong đó có hơn 1.300 hội quần chúng do đảng nhà nước giao nhiệm vụ. Từ tháng 7 năm 2018, Long An không còn giao biên chế tổ chức hội quân chúng đã quán triệt thực hiện nguyên tắc tự nguyện tự chủ tự quản tự trang trải kinh phí hoạt động theo trúng tinh thần kết luận 102 của bộ chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới các hội quân chúng trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền gắn với tập hợp phát triển hội viên tổ chức hội đồng thời thực hiện các hoạt động xã hội từ đó tạo cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân và doanh nghiệp tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn chướng mắt trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế hoạt động của các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Qua đây đề xuất một số giải pháp kiến nghị giai đoạn khảo sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu tại buổi làm việc. Đoàn công tác tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến thảo luận trên cơ sở đó, chủ động đề xuất tham mưu Ban chỉ đạo 103 Trung ương nhằm xây dựng hoàn thiện đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ và đề án quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra từ cơ sở.